đến với kênh Diệp Tày Vlogs. Tiếp tục nội dung về nghệ thuật gấp giấy, trong video ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một mẫu gấp con vật, đó là mẫu gấp con báo. Báo là một loài thuộc họ mèo, có nhiều loại báo như là báo hoa mai, báo đốm, báo săn, báo tuyết, vân vân. Hiện nay tại Đông Nam Á vẫn còn báo hoa mai sinh sống. Báo là một loài động vật có khả năng leo trèo, chạy nhanh và săn mồi khá tốt. Báo có cơ thể thon gọn, mảnh mai. Báo đã được con người biết đến trong suốt lịch sử, là hình ảnh đặc trưng trong nghệ thuật, thần thoại và văn hóa dân gian của nhiều quốc gia. Trong nghệ thuật gấp giấy cũng có nhiều mẫu gấp con báo. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu mẫu gấp con báo của người Việt. Mẫu gấp thuộc nhóm hình cơ bản là 1.5A, chia cạnh tờ giấy thành 8 phần. Mẫu gấp khá đơn giản, chỉ với 14 bước không kể hình cơ bản. Điểm đặc sắc của mẫu gấp chính là tạo ra hình dáng thon gọn của con báo. Ngay bây giờ, mời các bạn cùng bắt đầu gấp. Hôm nay mình dùng tờ giấy hình vuông kích thước 15x15cm. Để gấp mẫu gấp con báo, đầu tiên chúng ta sẽ gấp hình cơ bản là 1.5A. Bước số 1, chia cạnh tờ giấy thành 8 phần, tạo nếp gấp như hình vẽ. Tạo nếp gấp là bước rất quan trọng, là nền tảng để thực hiện các bước tiếp theo. Vì vậy, trong quá trình tạo nếp, chúng ta cố gắng gấp thật chính xác, từ từ, không vội vàng và biết các nếp gấp thật là phẳng. Vậy là mình đã tạo nếp gấp xong. Bước số 2, gấp phối hợp, chụm vào phía trong như hình vẽ. Chúng ta sẽ xác định vị trí mũi tên tại điểm đánh dấu. Sau đó chúng ta sẽ gấp phối hợp, chụm vào phía trong. Sau đó chúng ta sẽ miết các nếp gấp thật là phẳng. Vậy là mình đã thực hiện xong. Bước số 3, ấn nhánh gấp vào phía trong. Chúng ta sẽ mở nhánh gấp ra. Sau đó chúng ta ấn nhánh gấp xuống. Chúng ta lặp lại với nhánh đối diện. Vậy là mình đã thực hiện xong. Bước số 4, gấp tạo nếp gấp như hình vẽ.
chúng ta sẽ tạo nếp gấp tương tự như hình vẽ. Các bạn có thể thấy mình gấp định vị trên các nếp gấp đã có sẵn. Vậy là mình đã tạo nếp gấp xong. Bước số 5, gấp phối hợp nhánh gấp lên phía trên. Chúng ta sẽ gấp nhánh gấp lên phía trên theo đường gạch gạch và đường chấm gạch. Sau đó chúng ta ấn nhánh gấp xuống và miết các nếp gấp thật phẳng. Bước số 6, gấp phối hợp nhánh gấp lên phía trên. Chúng ta tiếp tục gấp phối hợp nhánh gấp nhỏ ở phía trong, sau đó chúng ta gấp xuống. Vậy là mình đã thực hiện xong một bên. Chúng ta tiếp tục thực hiện với nhánh đối diện. Vậy là mình đã thực hiện xong một mặt. Chúng ta sẽ lặp lại các động tác này với mặt đối diện. Vậy là mình đã thực hiện xong cả hai mặt của mẫu gấp. Bước số 10, mở mẫu gấp như hình vẽ. Chúng ta sẽ kéo nhẹ mẫu gấp ra. Sau đó, bước số 11, gấp phối hợp nhánh gấp lên phía trên như hình vẽ. Các bạn sẽ ấn nếp gấp tại vị trí đường gạch gạch xuống. Sau đó, gấp lên phía trên. Sau đó chúng ta gấp chụm lại. Vậy là mình đã thực hiện xong một bên. Động tác số 12. Chúng ta sẽ lặp lại động tác 10 và 11 tại nhánh bên trái. Tương tự, các bạn cùng kéo nhẹ nhánh gấp ra. Sau đó, chúng ta ấn nhánh gấp ở giữa xuống và gấp lên phía trên.
Vậy là mình đã thực hiện xong. Bước số 13, gấp nhánh gấp lên phía trên. Chúng ta sẽ gấp nhánh gấp lên phía trên theo đường gạch gạch. Và miết các nếp gấp thật là phẳng. Bước số 14, gấp nhánh gấp sang bên trái. Các bạn sẽ gấp nhánh gấp vào phía trong. Bước số 15, gấp nhánh gấp ra phía ngoài. Bước số 16, chúng ta tiếp tục gấp nhánh gấp vào phía trong. Vậy là mình đã thực hiện xong một bên. Chúng ta lặp lại với nhánh đối diện. Bước số 18, hình cơ bản N1.5A đã hoàn thành mặt trên và mặt dưới. Các bạn có thể thấy đây là một hình cơ bản rất độc đáo, có thể tạo ra nhiều nhánh gấp. Gấp được nhiều con vật khác nhau như là con rùa, con tắc kè, con báo, v.v. Chúng ta vừa thực hiện xong hình cơ bản N1.5A. Ngay bây giờ, mời các bạn cùng bắt đầu gấp mẫu gấp con báo chỉ với 14 bước. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu gấp mẫu gấp con báo. Bước số 1, khởi đầu từ hình cơ bản N1.5A, gấp vào phía trong. Các bạn sẽ gấp hai cạnh giấy vào phía trong để thu nhỏ phần đuôi cho con báo. Chúng ta cố gắng miết các nếp gấp thật là phẳng. Mình đã thực hiện xong. Bước số 2, gấp đôi mẫu gấp. Chúng ta sẽ gấp đôi mẫu gấp lại tại vị trí đường chấm gạch như hình vẽ. Và miết các nếp gấp thật là phẳng. Bước số 3, gấp nhánh gấp vào phía trong. Các bạn sẽ gấp nhánh gấp ở phía dưới và phía trong để thu nhỏ mẫu gấp, tạo phần bụng cho mẫu gấp con báo. Bước số 4, chúng ta tiếp tục gấp nhánh gấp vào phía trong. Số 5, gấp hai nhánh gấp xuống phía dưới. Chúng ta sẽ gấp nhánh gấp xuống phía dưới để tạo 4 chân cho con báo. Nhánh gấp đầu tiên là để tạo chân trước. Nhánh gấp tiếp theo để tạo chân sau. Ở phần chân sau, các bạn lưu ý, chúng ta sẽ gấp xuống phía dưới theo vị trí đường gạch gạch như hình vẽ. Tuy nhiên, các bạn có thể điều chỉnh một chút bằng cách gấp vào nhiều hơn để tạo phần chân sau dài hơn và chân ở tư thế đang chuyển động. Đầu tiên, các bạn có thể tạo nếp gấp, sau đó gấp xuống phía dưới. Ở đây, mình xác định điểm gấp ở phía trên là 1/2 của hình vuông. Bước số 6, gấp nhánh gấp sang bên trái. Chúng ta gấp nhánh gấp sang bên trái để thu nhỏ phần chân trước và tạo chân ở tư thế đang chuyển động.
Vậy là mình đã thực hiện xong một bên. Bước số 7, động tác 5-6 lặp lại với mặt bên kia. Các bạn sẽ thực hiện tương tự. Vậy là mình đã thực hiện xong cả 4 chân. Tiếp theo, chúng ta sẽ thực hiện các động tác để tạo chi tiết cho phần đầu và phần đuôi. Bước số 8, gấp phối hợp nhánh gấp lên phía trên. Đầu tiên, các bạn có thể tạo nếp gấp theo đường gạch gạch như hình vẽ. Sau đó, chúng ta mở nhánh gấp ra và gấp phối hợp lên phía trên. Tạo thành một nhánh gấp thẳng đứng. Bước số 9, gấp phối hợp nhánh gấp xuống phía dưới. Đầu tiên, các bạn cần xác định vị trí của đường gạch gạch. Chúng ta sẽ gấp xuống như thế này để xác định vị trí đường gạch gạch. Sau đó, chúng ta mở nhánh gấp ra và gấp phối hợp xuống phía dưới, tạo phần đầu cho mỗi gấp quan báo. Và đạt được kết quả như hình vẽ ở bước số 10. Bước số 10, gấp nhánh gấp lên phía trên. Đầu tiên, các bạn có thể tạo nếp gấp như hình vẽ. Sau đó, chúng ta sẽ gấp phối hợp lên phía trên để tạo phần mõm cho mỗi quan báo. Bước số 11, gấp phối hợp nhánh gấp xuống phía dưới. Chúng ta sẽ gấp để thu nhỏ, tạo phần đuôi. Các bạn lưu ý vị trí của nếp gấp. Mình đã thực hiện xong. Bước số 12, thu nhỏ nhánh đuôi. Các bạn chỉ cần gấp nhánh gấp xuống phía dưới. Mỗi gấp con báo đã gần hoàn thành rồi. Bước số 13, gấp phối hợp tạo tai và đuôi. Để tạo tai, các bạn quan sát kỹ hình vẽ. Chúng ta sẽ ấn nhánh gấp ở phía trên xuống như thế này để tạo thành một nhánh gấp thẳng đứng nhỏ.
Miếng gấp này chính là phần chi tiết tai cho mẫu gấp quan báo. Mình đã thực hiện xong một bên, chúng ta lặp lại với bên đối diện. Tương tự, các bạn cũng ấn nhánh gấp xuống để tạo tai. Mình đã thực hiện xong cả hai tai. Sau đó, chúng ta sẽ gấp phối hợp để tạo đuôi. Các bạn chỉ cần gấp phối hợp nhánh gấp lên phía trên một đoạn nhỏ là đã tạo xong chi tiết cho phần đuôi. Bước số 14, mẫu gấp con báo đã hoàn thành. Các bạn có thể thấy mẫu gấp đã thể hiện được đặc trưng của con báo với thân hình thon gọn, mảnh mai. Khi mới gấp xong, mẫu gấp có thể bị giãn ra. Các bạn có thể cài vào như thế này để thu nhỏ phần thân cho con báo. Mẫu gấp con báo đã hoàn thành. Vậy là chúng ta vừa thực hiện xong mẫu gấp con báo. Nghệ thuật gấp giấy là nghệ thuật đại chúng. Vậy nên mình chúc cho tất cả mọi người, đặc biệt là các bậc phụ huynh và các em học sinh cũng sẽ gấp thành công mẫu gấp này. Các bạn hãy nhớ like, share và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.